Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì lại là mình đây. Ok, ngày hôm nay là một video mình sẽ làm theo nội dung của những anh em bình luận vào kênh của mình. Có nhiều anh em kêu là đánh giá xe, có nhiều anh em kêu review một số món đồ trên xe, review xe, cảm nhận xe sau một thời gian. Nói chung những nội dung đó mình sẽ làm, nhưng mà mình những video sau đây. Còn riêng video ngày hôm nay có một số bạn hỏi mình, anh chạy và anh test cái việc map line này trên đường xem nó có đúng không. Ok, trước mắt là tốc độ giới hạn đang là 50 km/h trên đoạn đường này, và nó có cái biển cấm dừng, và ở trên đây nó cũng có biển cấm dừng đó, anh em thấy không, thấy biển nào đó, nó cũng hiện trong đây này đó. Đó, không biết cái góc cam của mình mọi người có nhìn thấy không, nhưng mà mình hiện tại là có cấm dừng nè. Như như mình đi tới đây mình không biết nó sẽ có cái biển cấm dừng nguyên cái đoạn đường này cho anh em biết khi anh em đậu xe tại chỗ đó. Đó nè, ví dụ như mình vô tình mình đi một địa điểm nào đó đi, mình vô tình mình đậu bên đây, mình thấy nó có cái biển cấm dừng nó hiện lên này. Nè, biển cấm dừng hiện lên nè, tốc độ giới hạn 50 nè. Đó, nè, cái đoạn đường là cấm dừng ở nguyên khúc này nó có cái mũi tên chỉ đỏ đỏ nè. Đó, đoạn đường này cấm dừng. Đó, là anh em đậu xe lên đây, anh em phải ngồi trên xe, nổ máy, đừng có bước xuống xe nhá. Nó không có cấm đậu thôi, nhưng mình vẫn ngồi trên xe mình nổ máy được nhá. Đó, và mình sẽ test cái Vietmap Line này đi từ Biên Hòa. Mình đang ở thành phố Biên Hòa. Giờ mình sẽ đi về dưới Xuân Lộc, Đồng Nai, và mình sẽ trải nghiệm cái Vietmap Line này cho mọi người xem. Mình nghĩ là có nhiều anh em cũng đã xài, thì mình nghĩ là cái xác suất cái việc map line này nó đưa lại cho mình khá là chuẩn ha. Cái app việc map line này là mình phải mua gói, có nghĩa là cái gói đó bao nhiêu tiền đó anh em. Cái gói này là mình mua một năm, thằng bạn mình cho mình một năm, tại vì mình có thằng bạn làm trong hãng xe, nó hay đi gắn map này, nó cho mình. Ok, nên là mình sẽ cái việc map line này trên đường trường cho mọi người xem. Đó, bây giờ cái đoạn đường này đang ở trong nội ô, đang ở khu dân cư, nên là nó có biển giới hạn tốc độ này, chạy 50 km/h. Và tí nữa mình sẽ đi đường quốc lộ 1. Đó, thì mình sẽ cho mọi người xem thử coi cái việc map line này nó có chuẩn xác không ha. Nó có chuẩn xác như anh em đang xài, để cho anh em có một cái nào đó đánh giá. Ok, đi trên đường xa như những cái đoạn đường mà mình mới tới, nó có chuẩn xác hơn, nó có chuẩn xác không, và nó có báo một số cái biển báo mà thay đổi liền á, nó có báo chuẩn xác không nhá. Mình nói chung là mình sẽ test cho mọi người xem. Ok, rồi let's go, đi thôi. Mình đang chạy ở chỗ cái đoạn đường này sắp ra cầu xương máu. Không biết có nhiều anh em biết đường này không, cầu xương máu. Ok, đấy, việc map line nó vẫn đang báo là 50 km/h. Mình tắt cái âm lượng rồi nhá. Có nhiều anh em hỏi là mình đang xài cục Android Box gì. Đây, cục Android Box Carikit. Anh em nào muốn xài loại này thì mình đưa cái link sản phẩm cho anh em tham khảo anh mua. Mua có 3 triệu mấy mà xài cả năm trời là vẫn ok ha. Nó không có chậm đâu. Mình mua có loại RAM cao, ghi cao á, xem YouTube nè, chia đôi màn hình. Đấy, để mình cho mọi người xem chia đôi màn hình. Đây, xem YouTube xong rồi xem Vietmap đó nè, đây rồi, ok, đây Vietmap đâu rồi, xem Vietmap, ok, đấy, chia đôi màn hình ra, một bên xem video này, nó có biển cấm rẽ trái nhá, nó có một cái biển cấm rẽ trái nè, cấm rẽ trái rồi, ok rồi, thì xem biển cấm rẽ trái, nó có một cái biển cấm rẽ trái nè, mà cấm rẽ trái ở ngay đoạn này nó có chia giờ từ 11, cấm rẽ trái từ 11 giờ tới 13 giờ. Ok, mình bây giờ đang nằm trong khung giờ không được rẽ trái. Mình sẽ rẽ phải lên kia mình quay đầu. Bây giờ đi đường là phải xem ký giờ đi, giờ quay đầu các kiểu anh em. Rồi ok, rồi mình đi tới đây mình sẽ quay đầu lại. Ở đây đó, nó có cái biển cấm rẽ trái, xe cấm rẽ trái. Và đi cái đoạn đường Nguyễn Ái Quốc là cho chạy 60, tại vì sao chạy 60 không? Cũng là trong nội ô, nhưng mà nó có cái con lươn cao nè. Đó, lên ca này thì mình cho chạy tốc độ 60 nha anh em. Rồi ok, giờ mình sẽ mượn cái chỗ này mình quay đầu. Ở đây mình có cái chỗ quay đầu nè. Rồi ok, quay đầu không biết có hết không nữa. Rồi không hết luôn, yếu nghề rồi anh em ơi. Chạy xe vậy quay đầu để là chết rồi. Yeah, cái lại đi ha. Cứ bình tĩnh xử lý, chả có gì phải vội hết. Chạy từ từ rồi quen rồi sẽ quay đầu nó mượt hơn. Đấy, anh em tài xế cứ đi rồi nhìn gương coi,
xe lên quá trời kìa, rồi dìu dìu xe ra ta từ thôi, có người rồi, có cái xe tải lên rồi, rồi rồi cái cô kia nhường mình luôn rồi, ok cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn cô đã nhường con nha. Rồi xin nhân ra, xin nhân ra, xin nhân ra nha, xin nhân ra, ra rồi. Rồi thì tốc độ giới hạn đang là 60 km/h, nó có biểu thị, rồi để mình mở cái màn to cho mọi người xem. Nó có cái việc map line, nó sẽ cho anh em biết mình đang đi trên đường gì luôn. Cái tên đường của mình đây là Nguyễn Ái Quốc nè. Rồi đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và trên cái màn hình ở đây á, là nó tốc độ giới hạn là 60. Cái tốc độ km mình đang chạy là ba mấy nè. Cái đoạn đường này nó ghi nè. Đó, đoạn đường tên nè, Nguyễn Ái Quốc nè, đèn xanh đèn đỏ, nó biểu thị hết trên đây luôn. Mấy cái đường nhánh nhánh cho nó ghi hết cho anh em luôn. Và mình có thể là ghi điểm đến với điểm kết thúc. Rồi ok, thử mình thử đi về Long Khánh đi ha. Long Khánh. Rồi ok, bắt đầu đi, lấy lộ trình. Rồi ok, đây lộ trình, lộ trình Long Khánh. Rồi đang đi. Đấy, cái mũi tên nè, tốc độ nè, 42 cây nè, bụi đi trong vòng 49 phút nè, ra một cây phải chia 1,9 cây nữa sẽ quẹo phải ra công viên Văn Tư này. Đó có biển cấm đậu cấm dừng, nó biểu thị hết nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài quốc lộ, mình test lại cho mọi người cái việc map line và quá trình mình đi trên đường như thế nào cho anh em xem nhá. Việc map line tải về cái cục Android box, xong rồi mình sẽ mua cái gói việc map line này mình xài. Anh em tại vì chạy dịch vụ mà hay đi đường xa, mình nghĩ chắc chắn sẽ cần luôn nhá. À, mình đang ở trong đường Nguyễn Ái Quốc nè, nó có biểu thị cái màn hình cho mình quẹo nè. Đó, nó hiện cho mình cái việc map line nè, rồi quẹo nè. Mình đang xem bản đồ á, mình định vị tới thành phố Long Khánh. Nó có cái len đường, nó mô phỏng cho anh em xem nè, thấy không? Rồi quẹo phải nhá, quẹo phải, tại vì đi thẳng là cấm ô tô, cấm ô tô. Rồi quẹo nè, nó có cái biển cấm đậu nè, công viên 34 nè. Rồi ok, nó kêu là đi vòng sang đây, chỗ này chạy 50. Nói chung là anh em cũng vừa tham khảo nhá, mình đi cái này mình tham khảo thôi chứ mình đừng có lụy nó quá, mình đừng có tập trung vào xem nó quá nhá. Rồi ok, rồi nó kêu ra đây, xong rồi quay sang bên đây là quẹo tay trái, tại vì đường kia cấm đầu không cho. Rồi đi qua nè, biển cấm đầu nè, anh thấy biển cấm đầu thì đó không nè. Đó, nó biểu thị rất là chính xác. Rồi quẹo đúng không? Carnival. Đây có phải Carnival đi đằng sau kìa. Rồi ok, có cái xe tải đằng sau đang đi tới. Rồi qua luôn đó, công viên 3/4/5. Rồi ok, nhập làn vô. Nó có chỗ này nó kêu là có camera. Camera này không biết camera gì, nhưng mà nó sẽ bảo một cái camera. Mà camera này nhiều khi là camera phạt nguội. Nó nằm ngay đèn xanh đèn đỏ. Rồi ok, đây nó có chỉ len đường nè, đi sát bên đây là quẹo nè, nào có len nè, nó có ba cái len nè, ba cái len nè, ở cho anh em nhìn nè. Rồi ok, mình sẽ đi sát cái len trong đây. Đấy ok, đi thẳng nhá, đi thẳng luôn, đi thẳng luôn, đèn xanh đèn đỏ. Rồi ok nè, mấy cái biển cấm đầu nè nó thì biểu thị hết luôn. Đấy, tại vì mình đang xét cái lộ trình về thành phố Long Khánh nhá, mình đã xét vào cái lộ trình mình đi về thành phố Long Khánh này. Nó đang biểu thị nè, biểu thị đường đi nè. Rồi để xem thử coi mấy cái biển cấm đậu, cấm dừng, cấm đậu thử coi nó có chuẩn không, xem thử nha. Rồi ok, ở đây nó có vẫn hiện là cái biển cấm đậu nè, đúng chứ, cái này là cấm đậu nè, thông lên kia cấm dừng nè, nó đầy đủ vậy luôn cho anh em tham khảo luôn nè. Biển cấm dừng nè, zoom nè, thấy không nè, biểu thị nè, đây biểu thị nhá. Mình phóng to một cái nữa coi. Nó ghi là trong cái biển map line, nó ghi là tìm kiếm thử trạm xăng đi. Wow, Petrolimax gần nhất nè, khu phố 4, khu 9 nè. Rồi tắt đi, thử tìm nó tìm đầy đủ luôn, nó có cho đầy đủ cái chức năng rồi, tìm chạm sạc nè, bãi đậu xe nè, ô tô nè, thử coi bãi đậu xe ô tô coi, chợ tin biên, đó đầy đủ.
Nói chung cái việc nó like nó tiện lắm, đầy đủ cho anh em xem. Đang chạy tốc độ 50 km/h. Đây, 50 km/h. Đèn xanh đèn đỏ nó biểu thị đầy đủ. Nè, đúng thực là cái đoạn này từ bệnh viện Thánh Tâm ra đi nè, trên quốc tuyến quốc lộ 1 nè, đoạn này chạy 50 thôi nhá. Anh em muốn chạy tốc độ 50 cho mình. Chính xác là chạy 50. Nè, cái này nó biểu thị quá khá là chính xác đây nè. Rồi, ok. Rồi, ok. Này nó có để mình thử mở cái loa này lên coi. Rồi, để nó cảnh báo nhá. Để cho nó nói nhá. Rồi, để mình tắt nhạc đi. Nhạc mình đang mở YouTube nè, nhạc đang mở nè. Rồi, ok. Ôi, đổ xe rồi. Ok. Về trang chủ. Rồi. Để xem nó nói gì. Để cho nó nói luôn đi. À, cái đoạn, nguyên cái đoạn đường này là cấm đậu nè. Đèn xe đèn đỏ nè, 54321 qua được luôn. Qua. Đấy, đèn xe đèn đỏ. Đấy, nó hiện. Rồi nó hiện có một cái chạm xăng kế bên đây, nhìn coi có không. Rồi nè. Chạm xăng nè. Đó, chạm xăng này ra. Chạm xăng nè. Rồi, đã bật tất cả các âm thanh. Vẫn chạy 50 nhé. Lần này vẫn chạy 50. Mình mở âm thanh luôn á. Tí nó tới mấy cái chỗ đoạn đường mà nó giới hạn tốc độ, nó sẽ báo hết tất cả cho mình. Rồi, xe Carnival quẹo trái. Mình xi nhan lên luôn. Rồi, xi nhan vượt luôn. Ok. Có một con rồi chạy quá bạn tốc độ. Đang vượt quá giới hạn tốc độ đó, vừa mới chạy lên năm mấy là nó báo lên đấy. Thấy chưa, thấy anh em thấy chưa, bạn đã vượt quá tốc độ rồi. Để chạy xe lên trên này nữa ai. Xe thì sắp hết xăng rồi nè, còn trăm mấy này không biết nó có bảo là xe bạn sắp hết xăng cần phải đổ không. Bạn đang vượt quá giới hạn tốc độ đó, mới chạy lên 51 là báo lên á. Rồi nó đang ở đây là đang còn 37 cây nữa là còn bốn, đi trong vòng 42 phút là sẽ tới thành phố Long Khánh đó. Cái việc map line này đi đường giúp cho mình đi đường gọi như là an tâm á, đi mấy cái đoạn đường mà kiểu giống như là không có biết được khu nào khu dân cư, khu nào mà khu giới hạn tốc độ, không thấy vô tình đi vô một cái đoạn đường đó mình không biết cái đoạn đường này nó có cấm đậu cấm dừng hay không, thì nó biểu thị hết lên màn hình này ha. Nó biểu thị hết luôn. Khi anh em dừng lại luôn, anh em xi nhan cho anh em tắp lại, nó sẽ biểu thị cái đoạn đường có cho đậu xe không. Nếu mà nó cho đậu xe á thì nó sẽ không hiện lên cái biển báo cấm dừng cấm đậu. Nếu mà nó hiện lên những cái biển báo cấm dừng cấm đậu để cho anh em biết anh em xử lý cái đoạn đường đó. Đó. Rồi nó ghi là đây có hai cái chạm xăng luôn nè, một cái chạm xăng nè, một cái chạm xăng nhỏ. Rồi nó kêu là có thêm một cái chạm xăng nữa, có phải. Rồi thử lên đây có cái chạm xăng nào thôi không, thực sự nhá, mình thử xem cái độ chính xác của cái loại này có đúng là có một cái chạm xăng nữa không. Rồi xong luôn à, qua rồi nó bị thêm một cái là cái chạm xăng cũ. Nó có cả chạm xăng nữa nè, chuẩn bị lên chạm xăng nữa nè. À, chạm xăng đúng rồi, chính xác đấy nha anh em. Rồi đi tới này con lên này lên cao. Anh em lên cao không? 60 km/h nhá. Rồi 60 km/h. Rồi. Quá chuẩn. Bây giờ mình thử chạy quá tốc độ thử nha, nha, đây nha. Lên thử coi. Bạn đang vượt quá giới hạn tốc độ. Đấy. Đó là mình mở tiến nha, mình ít khi mình mở tiến lắm, tắt tiến thôi. Rồi, thử đi thêm nữa coi. Cây xăng nè, cây xăng số 9 nè, cây xăng này đó, cây xăng số 9 nè.
nó nhiều khi nó còn bảo là chủ xe hết tiền. Rồi đây, còn cái gì đó, nó còn báo đó, nó còn hiển thị cái gì nữa không ta? Để tí nó sẽ về cái đoạn Long Khánh là cái đoạn nhiều biển báo, ba cái biển báo nhỏ nhỏ 60-60 rất là nhiều quá nè. Rồi mình xin nhanh sang đây đi, xe trước xe công xe đồ không à. Rồi mình xin nhanh sang đây mình đi. Rồi ok, có nhiều anh em kêu là ông này chạy xe xuống đồng làm như xếu sàn vậy, cái tay cứ để lên cần số, bị quen đó nè, bị quen đó, chạy xe mà chạy một tay. Đấy, lâu thả đây luôn này. Bạn đang vượt quá giới hạn tốc độ. Thấy chưa? Giật mình lên, tập trung nói chuyện cái giật mình lên. Rồi tụi mình lên cái đoạn này là đoạn vừa cái đoạn này không có lươn nè. Giờ xem tới cái đoạn có con lươn này nó có lên 60 không nha. Xem nha, thử nha. Rồi. Đang 50 nè. Vô vô. 2 3 60. Đấy. 60 liền. Chuẩn nha, chuẩn chỉ luôn anh em. Xài VinMap Lite này ổn định đấy. Rồi mình thì vừa rồi có những chuyến tour đi xa đi đường lã nên là đâm ra là mình lựa chọn cái VinMap Lite này để mình đi cho nó an toàn ha, cho nó an toàn thôi chứ chả có gì hết. Ok, phía trước có camera phạt nguội. Đó, phía trước có camera phạt nguội, chuẩn luôn. Rồi, camera phạt nguội. Nè, cấm rẽ trái nè. Nè, có biển cấm rẽ trái nè. À, cấm rẽ trái nè. Đó. Ok chưa? Camera phạt nguội đâu? Đây. Đây, camera này đấy. Chuẩn liền. Những anh em nào đi đường xa và có cái này phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Đó, phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Ok chưa anh em? Ok chưa? Ok chưa? Sắp ra khỏi khu dân cư. Đó, sắp ra khỏi dân cư luôn. Rồi để xem có chuẩn không nha. Camera phạt nguội qua camera vượt đèn đỏ để xem coi. Có một cái camera liền nhìn thấy mắt thường có camera luôn. Rồi mình đi lên bên này, kể cả đèn đỏ cũng vượt cũng sao. Này, khúc này là nó cho thể thẳng đèn xanh này, đi lên này nhá. Green đi ô tô đi lên này được đi thẳng nha. Rồi camera phần ngồi. Đó. Rồi ok, hết khu dân cư này, 110 mấy mét tới khu dân cư này đây. Hết khu dân cư. Rồi cho chạy tốc độ bao nhiêu, hết khu dân cư thì cho lên tốc độ nhiêu? 90 km/h. Đáp. Đấy, anh em chuẩn chưa? Chuẩn chỉ chưa? Quá chuẩn chỉ luôn ha. Về map line xài ok, mình chạy xài bữa giờ rất là lâu rồi nên là mình cũng test nhiều rồi, nhưng mà mình muốn quay cái video này lên để cho anh em xem được cái chức năng của khi mình xài về map line ha. Xài quá ok luôn. Rồi mình tắt đi, mình không có nhu cầu nghe. Mình không có nhu cầu nghe, mình còn nghe nhạc nữa nè. Rồi mình chia đôi màn hình ra ha, thì mình sẽ chia đôi màn hình ra để mình nghe nhạc, mình giải trí. Xài cục Android Box CarKit nha anh em nào. Rồi chia đôi màn hình ra, rồi xong rồi đó, thì mặt một bên là xem video nè, một bên là xem bản đồ với là giới hạn tốc độ nè. Đó ok chưa? 90 km chạy 90. Rồi nó có hiển thị len luôn nè, len đi thẳng với len quẹo nè. Đó rồi nó có biển cấm quay đầu, cấm quay đầu nè. Đó tới đây nó có biển cấm quay đầu nè, cấm quay đầu nó biểu thị cho mình luôn để cho mình, anh em nào mình ta cấm ô tô quay đầu, thấy à mọi người thấy không nè. Đó cấm quay đầu nhá, biểu thị hết, nó hiển thị hết cho anh em luôn để cho anh em biết luôn. Thật sự luôn, nhiều khi đi Sài Gòn này kia rất là sợ vô đường cấm, mình cứ nhìn lít lít trên đây là mình biết được anh em ha, lít lên là mình tham khảo. Nhưng thật sự là cái phần mềm này thì anh em mình nghĩ là anh em xem nó theo phương thức gọi là tham khảo, mình đừng có tập trung cứ suốt ngày ngó xuống màn hình này, mình vẫn nhìn bảng ở ngoài nhá. Thì biết là cái việc map line nó chuẩn chỉ đó, nhưng mà cái gì là cái đó, công nghệ thì tin tưởng một phần thôi nhá anh em. Cái độ chính xác thì mình đánh giá là cái này là khoảng 98%.
còn không được 100% đâu, còn 2% là thay đổi biển báo nhanh quá, nó chưa kịp cập nhật để vừa tháo xong rồi đi, vô tình nó vừa tháo nó thay đổi biển cái mình đi qua cái là nó không có chưa cập nhật liền nhá. Nhưng mà nó sẽ vài tiếng sau hoặc nửa ngày sau là nó sẽ cập nhật lại đấy. Này cắm cái đầu nè, ô tô cắm cái đầu nè, thấy chưa, cắm cái đầu đó. Tí nữa mình test lại mấy cái khu vực mà biển báo tốc độ cho mọi người xem thêm một lần nữa. Cái đường này là đường Võ Nguyên Giáp, đó là đường tránh á, đường tránh thành phố Biên Hòa nè, ra ngã tư Bến Tàu á. Mưa luôn kìa, trời ơi mưa rồi quý vị ơi, thôi đi sang lên này luôn rồi đấy. Mưa này mà lái xe là bao chiêu luôn, bao chiêu cái này sang đây rồi. Ok, phía trước có camera đấy, camera đâu cả đây, camera đoạn này cho chạy 90, camera này xem vượt đèn đỏ nhá, cho chạy 90 rồi chạy qua luôn qua cái xe buýt. Trời ơi xe gì to quá vậy, trời ơi to, đừng ép em anh ơi, trời ơi xe gì đâu mà lủng cái lỗ này, chắc ép người ta quá này, thôi cho anh qua luôn, em không có nhu cầu vượt anh đâu, anh cứ qua đi, em đi từ từ, em tay lại yếu lắm không dám vượt. Em không có phải là tay lái cứng như người ta. Thôi em cứ đi từ từ sau anh đi. Thôi đi từ sau anh đi. Cho anh em như không dám vượt như chiếc xe này đâu. Xe này đó chỉ có chiếc xe su cóc đang lên. Lãng mạn đánh đổ các dân chơi thằng ở Trảng Bom. Lãng mạn, nghe cái tên là thấy lãng mạn rồi quý vị ạ. Rồi việc map line nó có lợi thế là gì? Khi mình tới một cái địa điểm nào đó, mình người ta có hỏi là đi tới đâu rồi con, chỗ này là tỉnh gì, có luôn xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đây đầy đủ option, đầy alo, đầy đủ thông tin cho anh em xem. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp rồi nha, đi tiếp nha. Đèn xe đèn đỏ, rồi đèn xe đèn đỏ, ok. Nó chuẩn lắm anh em, này chuẩn lắm á, bảo đảm anh em chuẩn nhé. Rồi trên đây mình thấy có một cái cây Petro Limit nè, nó hiện nó biểu thị đây nè, bởi mình nằm ở bên phía tay trái nha, tay trái để xem thử coi nha, mình chưa đi tới nha, mình chưa đi tới cái đoạn đó mà mình biết có cây sang phải của phải Petro Limit đâu nha, nằm phía tay trái, sắp tới rồi. Rồi ok, để xem coi có đúng có cây Petro không. Rồi tính ra là có cái viền map line này lợi thế lắm. Hồi trước là mình sử dụng viền map S2. À đây, từ để qua khúc này mình cho mọi người xem cái viền map S2 nó có sẵn ở trên cái app, trên cái cục Android Box mua là có cái viền map S2 nó cũng đúng á. Nhưng mà có nhiều đoạn thì nó chưa cập nhật cái số liệu. Có nghĩa là nó cập nhật cái mục số liệu của năm nào á. Nó chưa cập nhật chuẩn lắm. Rồi mình thấy là sắp tới cái Petro rồi đó, mình thấy có cái Petro rồi đó. Rồi ok, anh xe buýt, anh xe khách này anh đi hộ em cái anh ơi. À đó, xa thấy cái Petro. Rồi thấy là thấy cái Petro rồi đó. Nè. Đây Petro Limit. Petro. Nè. Thấy cái Petro chưa? Đó, chuẩn chỉ chưa? Petro Limit nhá. Biển cấm đầu nè. Rồi nó hay lắm nha, nó có một cái đoạn cái chỉ đỏ nè, cái chỉ đỏ này là biển nó biểu thị cho cấm đầu anh em. Nè cái chỉ đỏ ở giữa nè, quay qua cam thì anh em không nhìn thấy đâu, mình chỉ biểu thị bằng lời nói cho anh em xem thôi. Rồi Petro Limit nè, à đó nó biểu thị về Petro Limit nè. Rồi chính xác chưa anh em, quá chính xác luôn. Rồi để xem coi để xem coi cái gì ta, mình định nói gì ta quên mất tiêu rồi. Phí VETC nạp phí chưa ta, nó coi nạp phí chưa, 187.000, ok thoải mái rồi. Rồi ok, này nó có cái báo cái cam nè, nó báo thì cái cam nè. Đây cái cam phạt nguội.
À, có cái cam phạt nguội đàng hoàng nha. Rồi, đèn xe đèn đỏ giữa có cái cam rồi, chính xác luôn. Quá chuẩn. Quá chuẩn nha anh em. Quá chuẩn luôn. Mình gần tới trạm thu phí chặn bom này anh em nè. Đấy, để xem này, nó có báo trạm thu phí không, có luôn. Đây, trạm thu phí. Nó hiển thị anh em này, hiển thị trên màn hình này. Rồi, nó báo luôn là 24.000. Gần tới trạm thu phí km bao nhiêu số tiền là 24.000. Rồi. Nè, trạm thu phí nè, ETC. Nó báo là 24.000, nó báo giá tiền cho mọi người xem luôn. Ghê thịt. Petro nè, petro nè, đó. Rồi, ok. Rồi, xong luôn. Xe kia bị dính lại rồi. Rồi, qua rồi, qua rồi, qua rồi. Xe kia không nạp phí. Rồi, qua rồi không? 24.000. Rồi, ok. 24.000. Rồi, ok, chuẩn luôn. Rồi, đi tới cái chỗ này thì chạy bao nhiêu? À, chỗ này mình quên để ý bảng nè, để xem mình vô tình mình đi vô đoạn đường để quên để ý bảng. À, con này là đoạn đường này nó có con lươn cao. Lươn cao thì nó đi biểu thị tốc độ trong khu đô thị là 60 km/h. Nguyên cái đoạn đường này là cấm đậu. Cấm đậu, mình dọc này cấm đậu nè, biển cấm đậu nè ha. Cấm đậu, cấm đậu. Nó biểu thị khá là chính xác đó anh em ạ. Rồi, ok. Chuẩn đấy, chuẩn nha anh em, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Rồi, ta đã hết biển cấm đậu nè. Rồi, ok. Chỗ này cho quay đầu. Rồi, xe sau tới quá nhiều thôi, không xin nhanh sang, chờ chiếc xe đi qua luôn. Rồi, chờ nó quay đầu rồi mình đi thẳng luôn, khỏi cần xin nhanh. Rồi, ok. Vai. Rồi, chúng ta chạy 60 nhá. Đoạn này thì cái đoạn này là đoạn gần tới dầu dây ha, đoạn này tới dầu dây rồi. Chạy 60. Đoạn này nguyên đoạn này chạy 60 hết luôn nha anh em. Đó, chạy 60. Ok, khá là chuẩn đấy. Khá là chuẩn nha anh em. Rồi, 60 nè. Xe mình chạy được 35.000 cây rồi nha anh em. Sắp đi bảo dưỡng rồi đó, 36.000 là đi bảo dưỡng 1.000 cây nữa. Ở 1.000 cây là đi bảo dưỡng. Bảo dưỡng của Kia. Tính ra chạy dịch vụ mà chạy gì cả năm trời mà 30.000 cây ít quá ít anh em ạ. Quá ít luôn ấy chứ. Ok. Lái xe vui vẻ với mình nha mọi người. Chủ yếu là cái video này cho mọi người xem cái việc map line này, giới thiệu với mọi người việc map line test. Có anh một số anh em kêu là anh thử test việc map line ngoài đường coi ok, mình test luôn. Anh em có cái có câu hỏi nào về những cái video mà mình làm á, anh em cứ bình luận ha. Mình làm sẽ làm theo cho anh em. Rồi ok, chỗ này nó ghi sắp 300m nữa. 300m là hết biển báo khu dân cư. Để xem coi chính xác không. Hết biển báo khu dân cư. Đó, thấy rồi kìa, thấy biển báo khu dân cư rồi nè. Đó, đó, nhiều khi trong những trường hợp á, anh em đi anh em quên mất không có để ý đường, đang chạy nói chuyện với mọi người. Đây, biển khu dân cư mình vô tình mình đi qua hết biển khu dân cư á, mình không có biết, mình cứ chạy tốc độ 60 chạy rè hoài. Nhưng thật sự ví dụ không biết thì tải cái, có cái app về map line, chỉ nhìn vô đây giới hạn tốc độ là đây 90, chính xác nha. Rồi ok, tại sao 90 thì đây là con lươn cao. Nói anh em mà học bằng lái anh biết là con lươn cao này thì cho chạy 90, còn nếu mà không có lươn á mà ngoài khu dân cư á, ngoài khu dân cư thì chạy 80 nhá. Nếu như các đoạn đường này mà nó không có lươn thì chạy 80 thôi, anh em hiểu không? Rồi
Thì bây giờ mình cứ thế mà đi. Chuẩn chỉ luôn anh em à, chuẩn chỉ luôn á. Bảo chuẩn luôn. Chủ yếu test vòng vòng ngoài đường này cho anh em xem mấy cái biển báo, chứ về đường quê thì nó cũng chuẩn á, đường quê nó cũng ok đó. Nè nó bảo là bên tay trái có cái Petro nè. Rồi nhìn thấy sơ sơ thấy có biển Petro ở ngoài rồi, Petro nè. Trong màn hình là Petro nè. Không to đường ta. À đường này. Này đó. Không to nè, nhưng mà không to này không nhìn được tổng quan. Thôi nhỏ lại đi. Nhỏ nữa đi. Đó vậy thôi. Cái vị trí. Rồi ok. Còn 20 phút nữa sẽ tới nơi. Nó bảo bị bảo số giờ bao nhiêu, bao số phút bao nhiêu nè. Tại này cho chạy 90 nhưng mà xe quá trời đâu dám chạy đâu. Chạy nãy giờ chạy có 50 không à. Mình thì dạo gần đây là có mấy cái video mà quay hộp số hàng ngày á, với lại quay một ngày chạy xe của mình các kiểu á, quay chịu chia sẻ cho anh em xem cho vui. Dạo gần đây lại mình lại thích quay những cái video dạng như vậy anh em ha. Lại thích quay những cái video và dạng như vậy cho chia sẻ với mọi người. Đó. Rồi để xem coi có gì hay hay không, quay cho mọi người tiếp coi. Chả cũng muốn chạy gì, chả có gì hay hay hết ha. Chả có gì hay hết. Đoạn đường này quốc lộ 1 này quay khá là nhiều. Chỉ có đi chợ khách thì có gì đi đây đi đó quay cho mọi người, chứ cái đoạn đường này quay riết chán luôn. Quay hoài luôn. Ước gì mà cái Việt Map Line là nó có biểu thị là một 5 cây nữa là có công an ha, hay là 10 cây nữa có công an đang chốt thì hay ha. Nó mà lên với cái kiểu đó thì nó mà có cái chức năng đó chắc là ok lắm ạ. À. Đã khỏi bị mất bánh mì. Hợp lý. Trời đây mấy mưa nè. À, buồn ngủ ít ta. Thôi buồn ngủ chút. Gần tới thành phố Long Khánh anh em. Ở Long Khánh thì có mấy cái trạm công an giao thông Suối Tre bắt ghê lắm. Bắt tốc độ. Cái map này nó biểu thị được cái vụ mà bắn tốc độ thì hay ha. Ta ta. Mình nãy có với em có cái việc map S2 thì bấm cái việc map S2 sang được rồi. Đó là việc map S2 đó. Đây Việt Map S2. Đây Việt Map S2 nè. Việt Map S2 là cái nó có sẵn ở trong cái của Android Box luôn anh em ha. Việt Map S2 là nó có sẵn trong cái của Android Box luôn. Tưng 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 tưng. Trời ơi về rửa xe mệt luôn. Ok let's ok. Đây nó cũng biểu thị là 650 m nữa là giới hạn tốc độ 60. Thì so sánh cái Việt Map S2 với cái Việt Map Line thì coi nó có chênh lệch kiểu gì không. Ok. Đó, một bên là Việt Map Line, một bên là Việt Map S2. Để xem thử coi. Đây. Việc map line thì 400 m nữa là nó sẽ biển giới hạn tốc độ 60. Rồi ok. Rồi còn bên đây 350 bây giờ ok, hai cái giống nhau nè. Thì bên việc map S2 nè, việc map F2 là cái map nó có sẵn trên cái của Android Box của mình. Còn cái việc map line là sau này mình mới mua, mình mới thằng bạn mới cho mình cái mật khẩu với lại cái app nữa không? Mình mới đăng nhập vô. Rồi ok. Đây 60 nha. 60 để xem rồi nè, đây 60 đúng rồi, ok. Việt Map S2 cơ bản thì nó cũng đúng, nhưng mà nó đúng nó không có chuẩn bằng Việt Map Line. Line là gì? Trực tiếp, có nghĩa là nó phóng từ vệ tinh, nó trực tiếp cái tuyến đường của nó mình đang đi. Rồi ok, đang giới hạn tốc độ 60, giới hạn tốc độ 60 nha. Một nửa là đây, bên đây là Việt Map S2 nè. Còn đây Việt Map Line nè. Đó. Để hai app chạy luôn. Hai app chạy mà còn bị công an bắt nữa thì hơi chịu luôn. Rồi giới hạn tốc độ 60 km/h nguyên cái đoạn đường thành phố Long Khánh luôn nhá. Rồi ok. Rồi nguyên cái đoạn đường thành phố Long Khánh Việt Map Line. Đó Việt Map Line.
thường hay có công an hay bắn tốc độ ở mé này lắm. Thường mình đi là mình thấy nhiều. Rồi đó, Vmap Lite với Vmap S2 nè, ok không anh em? Hai cái đều chuẩn nhá. Nhưng mà cái Vmap Lite là chuẩn nhất. Còn cái Vmap S2 này có những cái đoạn mình đi mình để ý nó không có xuống, nó không có biểu thị nhiều. Đó, nó chỉ tự trưng thôi. Còn mình thì mình giờ mình đang sang cái bộ gọi là chơi hệ chuẩn, đó là chơi xài cái app Vmap Lite luôn. Rồi đoạn này thì chạy 60 thôi nhá, chạy cho tới hết cái đoạn luôn, hết đoạn dưới kia luôn. Rồi công an à, công giao thông à, công an giao thông đấy, chạy 60 thôi, không vậy nhanh đâu, mấy anh không bắt được em đâu. Này biển 60 vẫn còn khá là nhiều nè, là sắp tới cái biển cấm đậu nè, đây cái biển cấm đậu nè. Đó, nó chi tiết Việt Nam nó chi tiết hơn. Còn cái thằng Vmap S2 này nó chỉ có giới hạn tốc độ à, cái đoạn đường đó, nhưng mà nhiều khi nó còn không đúng, nó cũng có mấy biển báo á, nhưng mà biển báo lơ tơ mơ á. Nè Vmap Lite vẫn chuẩn hơn, mình hay chạy đường xa mà có mấy cái app Vmap này thì nó an toàn hơn ha. Rồi tới đó nè, biển cấm đậu nè, cấm dừng, cấm đậu mà rồi cấm dừng. Đó, 60 km/h, 60 km/h, 60 km/h, bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh viện đa khoa Long Khánh, đa khoa Đồng Nai trên Biên Hòa. Bệnh viện này mình ăn xong mình chở khách vào đây đến rất là nhiều luôn nè, nhiều lắm, mình chở quá trời quá đất luôn. Đó, biển cấm đậu nè, này hiện trong đây là biển cấm đậu này đó. Còn Vmap S2 không đâu có hiển thị đâu, nhưng mà Vmap S2 nó hiển thị là trong vòng 1 cây 3 nữa là sẽ tới biển chạy 90. Ok, còn đây cũng vậy luôn nè. Đó, về cái mặt bình mực chung về giới hạn tốc độ thì cơ bản thì đúng nhá, cơ bản hiện tại giờ đang tuyến này thì đúng. Còn nếu mà cái Vmap S2 này về mấy cái đường khu quê, về đường quê nó không có biểu thị đúng đâu, thằng Vmap Lite nó mới đúng nè. Còn cái đoạn đường mà trục chính này nó đã thu thập trước cái dữ liệu rồi, Vmap S2 á nó đã thu thập dữ liệu rồi, thì nó đi qua cái những cái đoạn đường này thì nó cứ như vậy. Còn thằng Vmap Lite này nó là cái app nó luôn cập nhật liên tục. À, cấm quay đầu nè, à, cấm quay đầu nè, thấy không? Đó, rồi 700m nữa là tới chạy tới 90 nè, à, 90 nhá, đang 60 nè, rồi thì nó 90 giờ nè. Rồi nó có cam, à, cái này cũng hiện cam này, Vmap S2 cũng hiện cam, mà Vmap Lite cũng hiện cam nè, hiện cam nè, Vmap S2 cũng hiện cam nè, cam phạt nguội nè, à, Vmap Lite nè cũng hiện cam này đó. Nói chung về một cái cơ bản thì nó giống nhau, nhưng mà nó không có chi tiết bằng Vmap Lite thôi. Vmap S2 nó biểu thị nó không có chi tiết bằng thôi nhá. Còn về cơ bản ok. Rồi thì nó ra đổi đi đổi xăng anh em ơi, sắp tới chết có cây xăng ngay Long Khánh, ngay Cu Heo này chắc mình đi đổi xăng cái. Rồi thì đã test sơ cho anh em trên trục quốc lộ này thì anh em thấy ổn không? Mình nghĩ là quá ok ha. Đó, chia sẻ với mọi người vậy thôi, chứ quay đi quay lại cũng nhiều đó là để cho mọi người xem cái Vmap S2 của mình, Vmap S2 Vmap Lite mình đang xài, thì nhờ mình đang xài Vmap Lite thôi, Lite nó chuẩn hơn. Rồi hết 60. Hết 60 nhá. Đó, hết 60 rồi, ok, hết 60. Rồi, để xem nha, hết 60. Rồi lên 90, chuẩn chưa? Rồi, để xin nhanh sang đạp lên 90 nha. Trời ơi, đi con này về dơ hết xe luôn rồi, dơ. Mưa thằng mưa to luôn, mưa kiểu riu riu này nè. Trời ơi, xe dơ dữ dằn luôn. Xe dữ dằn luôn. Này. Trời ơi. Ở đây có cái xăng, mình đi vô mình đổ cái đổ xăng cái nhá. Mỗi lần đi ra ngoài đây là vô trong đường quê thì thích đổ đầy bình. Mình thích đổ đầy bình. Ghê quá, mèn FF ghê quá. Rồi, nó sắp tới các bạn khu dân cư nè. Đó. Ở đây cũng biểu thị là 250m nó chạy xuống 60, đúng chính xác. Khu dân cư là xuống vô khu dân cư là chạy 60 với con lên cao này. Rồi, ok. Chuẩn. Thôi đi đổ xăng cái nha anh em. Đây có cây xăng, đi vô đổ xăng cái đó. Ok, mới đổ xăng nha anh em. Đây bên. Ok.
Hai. Bập vịt mắt lai lên test sơ sơ. Ôi trời, trời, ghê quá, ghê quá. Ôi có xe đang tới kìa. Ôi xin nhan luôn. Cho em qua, nha, quý vị ơi, cho em qua. Rồi, ok, tới nơi. À, hủy lộ trình. Rồi. Rồi, đang chạy 60 này, vô bộ đường Hồ Thị Hương. À không, đi thẳng luôn, quên. Đi thẳng luôn. Rồi. Tại vì đi vô trong thành phố Long Khánh mình có việc đó anh em. Quay cho mọi người một chút nữa xong mình kết thúc video. Là 60 ha, đoạn này vẫn chúng ta chạy 60 thôi nhé, đoạn này nó chạy 60. Rồi, truy trước có cái đèn xanh đèn đỏ đây. Nó biểu thị đường khá là ok này, nó thì biểu thị tên đường là tuyến quốc lộ 1A này, Hồ Thị Hương này, góc kia vừa qua Hồ Thị Hương rồi. Đó, rồi giờ mình xi nhan trái vô đường bên trong đây ha. Rồi, đi vô đây thử lại. Rồi, ok. Đèn rẽ trái. Rồi, quẹo vô. Rồi, quẹo vô đây thì nó có một cái khu dân cư, đường khu dân cư. Thì để xem đường khu dân cư cái nó biểu thị đúng cái tốc độ không. À. Rồi, đường khu dân cư. Rồi, vô. Rồi, khu dân cư chạy 50. Đó, hiện lên, hiện nè. Đó, ok chưa? Chuẩn chỉ lên. Ok anh em. Rồi, một video test cái việc map line trên đường, trên tuyến đi quốc lộ 1 từ Biên Hòa về tới Đồng Nai, về tới Long Khánh nè. Mình đang ở Long Khánh này, sắp về tới Xuân Lộc rồi, cũng khá là gần. Nhưng mà mình hiện tại giờ mình đi ngang Long Khánh, vô thành phố Long Khánh mình có một chút việc ha, có một chút việc cá nhân nên là sẽ chắc là quay tới đây sẽ tạm dừng video lại nha anh em ha. Ok, để mình xem thử coi có gì hay không mình quay, còn không thì mình sẽ kết thúc video. Đó, thì cái giờ cái đoạn này nó đang chạy 50 thôi nè. Đó, chạy 50 nhá. Sắp tới cái tàu lửa, nó có cái biểu thị tàu lửa nè. Đó, để xem thử coi có đúng cái đường tàu không nhá. Tàu lửa anh em ạ. Cây xăng này đó, cây xăng nè. Biển ở chỗ này đây có cái biển cấm đậu nè. Cấm đậu nè. Ở đây là đường ở trong thành phố Long Khánh, đường Hùng Vương. À, đường Hùng Vương. Đấy. Nó biển cấm đậu này, này cấm đậu này. Đấy, cấm đậu. Đấy biển cấm đậu nè. Đấy, biển cấm đậu. Biển cấm đậu. À, quên mất. Chắc mình phải quẹo vô đây nha anh em. Mình phải quẹo, mình lên kia mình quẹo. Mình quẹo vô trong. Ok. Rồi, quẹo nè, đường ray nè. Đấy, nó biểu thị nè. Đó, đàng hoàng. Ở đây cấm biển, cấm quay đầu này, nhìn biển nhá. Đó, đừng có quay đầu chỗ này nhá, không ảnh lượng nha đó. Rồi mình xin nhanh trái vô đây luôn. Rồi vô cái đoạn đường này trước mắt là chưa biết chạy bao nhiêu, để xem cái việc map line nó báo nhiêu này. Rồi, thì cũng chạy trong nội ô thì chạy 50 thôi, đa số trong thành phố chạy 50 thôi. Rồi ok, chuẩn luôn, 50 nhá. Rồi ok, thì việc map line chạy thôi, biểu thị tốc độ và một số cái biển báo cần cho để cho anh em đi. Nói chung cơ bản là ổn định nhá, cơ bản ok. Thì chia sẻ với mọi người như vậy đó, một video chia sẻ với mọi người trên cái việc map line này cho anh em xem. Nói chung là việc map line thì cơ bản nó chuẩn hơn việc map S2 anh em ha. Nó chuẩn hơn việc map S2. Cơ bản là vậy. Nên là cũng gọi là anh em nào mà hay đi đường xa, những anh em nào rành đường rồi thì không nói, nhưng anh em nào mà kiểu giống như mình vẫn còn chưa an tâm lắm về cái vụ mà đường xá này nè, thì mình nghĩ là cái vé map S2 này là một cái gì đó nó bổ trợ cho mình trong quá trình mình đi đường ha. Mình đang ở trong thành phố Long Khánh nên là mình đang đang đi kiếm một cái chỗ để mình đồ đạc đâu rồi, chết rồi, qua rồi. Bạn nào ta, mình đi lấy đồ bạn các bạn ạ. À, rồi ok vậy thôi, một video chia sẻ với anh em vậy ha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video này của mình, một video test sơ lái xe trên đường cũng như xem cái việc map line để cho mọi người, chia sẻ với mọi người cái việc map line xài ok đó nhá. Rồi cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nha, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với mình trong những video vừa qua. Đấy, một video ngắn chia sẻ. Rồi ok, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nha. Xin chào.